Cô chào đậu. Con chào con. Con đang cầm cái gì ở tay đấy? Con đang cầm thiệp. Tấm thiệp này con làm cho ai? Con làm cho bố con. Con có những cái gì ở bên trong thiệp nhỉ? Mở ra cho cô xem được không? Wow. Con có thể giới thiệu về bố con được không? Bố con tên là gì này? Ba con tên là Ba San. Ba San. Ba San làm công việc gì? Là con người sang nguyên doanh nhân bán điện thoại Bluetooth. Cô chưa nghe rõ, con nói to lên được không? Nói to lên một chút được không? Con làm nghề doanh nhân. À, doanh nhân. Doanh nhân cụ thể là bán mặt hàng gì nhỉ? Điện thoại vô tu. À, điện thoại vô tu à? Wow, xịn nhờ. Ừ, thế hàng ngày con nhìn thấy bố con làm những việc gì? Con thấy bố con làm việc. Không làm việc à? Làm việc cụ thể là như thế nào? Ví dụ như là gọi điện thoại này, hay là ngồi kiểm tra máy này, hay là như thế nào? Sửa đồ chơi cho bọn con. À, sửa đồ chơi cho bọn con à? À, đúng rồi. Thì nữa, bố con còn làm gì ở nhà nữa? Bố con bật tấm tu cho con xem. À, gì nữa nhỉ? Bố con đọc sách cho con. Hay quá, bố con đọc cả sách cho con nữa đúng không? Ừ, thì con có biết sở thích của bố là gì không? Sở thích ấy, Ba San thích cái gì ấy? Ba San thích được đi nhiều nơi. À, được đi nhiều nơi. Đi nhiều nơi mà là phải có cả gia đình đúng không? Ừ, thích gì nữa? Có thích ăn món gì không? Có. À, thích ăn món gì? Cơm hải sản. À, cơm hải sản à? Ừ. Thì có thích thể dục thể thao không? Tập môn gì? Môn đi bộ à? Môn chạy bộ. Môn chạy bộ đúng rồi, đấy là một môn thể dục đấy. Thì có thích chơi cùng với cả chị em đấu đỗ không? Có. Đấy, Ba San rất nhiều sở thích đúng không? Đúng rồi, chính nhà xác. Con có nhà chị của gần nhà con. À thế à? Ừ. Một là con xanh nhà chị ấy có nhiều búp bê. À, chị cún chứ gì? Vâng. Ừ, rồi, thì chúng mình đang nói chuyện với Ba San nhá. Ừ. Thế còn điều gì với Ba San mà con muốn nói nữa không? Ba San đi chơi, Ba San đưa con đi học. À đấy, đúng rồi, Ba San đưa con đi học. Ba San còn làm gì cho con nữa? Ba San đóng tiền học cho con. À đấy, đóng tiền học cho con rất quan trọng nhá. Gì nữa? Chuyện trò cùng con. Đúng không? Trả lời các câu hỏi của con không? Hàng ngày con hỏi gì thì Ba San đều trả lời đúng không? Đúng rồi. Vậy Ba San làm nhiều việc cho Đậu như thế thì Đậu muốn nói điều gì với Ba? Con cảm ơn Ba. Chính xác, con cảm ơn Ba là một này. Gì nữa? Tình cảm của con như thế nào? Con yêu Ba. Đúng rồi, con yêu Ba nhiều, rất nhiều đúng không? Và còn gì nữa nhở? Cảm ơn này, tình cảm là yêu này. Thì có gửi lời chúc không? Có. Ừ, chúc như thế nào? Gửi lời chúc đến Ba như thế nào? Chúc Ba như thế nào? Con chúc Ba đi nhiều nơi. À, đi thật nhiều nơi này. Gì nữa? Tập thể dục hàng ngày. Đúng rồi, tập thể dục hàng ngày để cho khỏe mạnh thì mới đi được nhiều nơi chứ, đúng không? Và có chúc Ba luôn luôn vui vẻ không? Có. Ừ, có chúc Ba bán được nhiều hàng không? Có. Đúng rồi. Để Ba có nhiều tiền để đưa con đến khách sạn. Ok, cảm ơn Đậu. Bye bye. Con nhớ mang thiệp về tặng cho Ba nhá. Vâng. Ok con.